Hiện nay tỉnh ta có tỷ số giới tính khi sinh là 119,8 bé trai trên 100 bé gái theo số liệu của năm 2021. Với con số này thì Hưng Yên là một trong 10 tỉnh thành phố có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất cả nước. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến cấu trúc dân số, gây ra tình trạng dư thừa nam giới trong xã hội. Vậy đâu là nguyên nhân gây ra tình trạng trên? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự nhóm phóng viên chúng tôi thực hiện tại huyện Kim Động, địa phương có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất tỉnh, 138,7 bé trai trên 100 bé gái. Phóng sự nhân ngày dân số thế giới 11 tháng 7. Mặc dù kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, sinh hoạt hàng tháng chỉ trông chờ vào tiền chạy xe ôm của chồng ở Hà Nội gửi về, và dù gia đình đã có một trai một gái, thế nhưng ở độ tuổi 42, chị Bùi Thị Nga tại xã Song Mai, huyện Kim Động vẫn quyết tâm sinh bé trai thứ ba. Tôi cảm thấy hai đứa nó ít quá thì muốn sinh thêm một cháu nữa cho nó có anh có em, cho nó đông vui. Còn đây là những hình ảnh tại nhà bà Bùi Thị Hoàn ở xã Song Mai, huyện Kim Động. Bà có hai người con, một trai và một gái, nên khi vợ chồng cậu con trai sinh được bé thứ ba là con trai, gia đình bà rất phấn khởi. Gia đình cũng biết mỗi cặp vợ chồng là có hai con, thế nhưng bây giờ thì các cháu nó cũng vỡ kế hoạch lại là cháu con trai, may là để lối dõi tông đường cho con lếp có tẻ hả? Xuất phát từ quan điểm muốn có nhiều con hay muốn có con trai để nối dõi tông đường, nên hiện nay tỷ lệ sinh con thứ ba và tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở địa phương này vẫn rất cao. Xã Song Mai, từ đầu năm đến giờ là sinh được 25 cháu. Trong đấy thì có 10 cháu là con gái, còn 15 cháu là con trai. Có 6 cháu là con thứ ba. Nguyên nhân là do cái phong tục tập quán muốn có con trai để nối dõi tông đường. Nguyên nhân nữa là do khoa học công nghệ và y tế nên họ sẽ đi sàng lọc lựa chọn giới tính trước sinh. Trước thực trạng đó, phòng dân số huyện Kim Động đã có nhiều giải pháp để cải thiện tình trạng trên. Các hoạt động chủ yếu của chúng tôi đó là tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe ở cộng đồng, thay đổi thái độ và hành vi, dần xóa bỏ những cái quan niệm là nhất thiết là phải sinh con trai để nối dõi tông đường, thờ phụng tổ tiên hoặc là chăm sóc bố mẹ khi mà về già. Thứ hai là chúng tôi tăng cường truyền thông về công tác dân số kế hoạch gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với các đối tượng là thanh niên, học sinh trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, công nhân trong các công ty, các doanh nghiệp. Những năm qua, dù đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp can thiệp, nhưng tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh vẫn ở mức cao so với trung bình cả nước và so với tỷ số giới tính khi sinh tự nhiên từ 103 đến 107 bé trai trên 100 bé gái. Từ năm 2015 đến hết năm 2020, tỷ số giới tính khi sinh đều ở mức từ 118 đến 120 bé trai trên 100 bé gái. Năm 2021 là 119,8 bé trai trên 100 bé gái. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh diễn ra ở cả 10 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh, xảy ra ngay từ lần sinh thứ nhất, đặc biệt cao ở lần sinh thứ ba trở lên. Thực trạng này sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng trong tương lai, ảnh hưởng đáng kể đến cơ cấu giới tính và nhân khẩu học, phải đối mặt với vấn đề thừa nam giới. Từ đó còn ảnh hưởng đến các vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội như gia tăng tình trạng mua bán phụ nữ, mại dâm trẻ em, gia tăng tội phạm liên quan đến xâm hại tình dục, bạo hành gia đình, bất bình đẳng giới. Do đó, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp, thực hiện quyết liệt, kiên trì, từng bước dần xóa bỏ quan niệm phải có con trai nối dõi tông đường cùng một bộ phận người dân.